Lão nông Chi Điền, Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ. Chiếc đài Sony có model là CFS KW77S. Đài của sư phụ mình ở Tiên Lữ Hưng Yên. Đấy. Trước khi lắp nó vào thì mời mọi người xoay nội vân thất và kiểm tra xem về cái vấn đề radio, cái băng sóng AM cũng như FM nó đã đạt yêu cầu chưa nhá. Nếu như nó chưa đạt yêu cầu thì các sư phụ cùng các huynh đệ cứ đóng góp những ý kiến quý báu nhá. Cứ chỉ giáo cho lão nông để lão nông ngày càng hoàn thiện hơn, ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm hơn để phục vụ coi như là các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Đây là bằng AM. AM đấy. Một sóng nét rồi nha, ai em. Và cái này sóng này nó không biết sao. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đường của ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hương Yên. Chờ nó em nhá. Được chia sẻ của ông. Trong mắt xe bắt em. Bây giờ FM này bắt đầu xuất phát từ 88 Hz này. Cái chỉ này này, cái chỉ báo sóng này nó phải xuất phát từ cái điểm này nhá. Thế mà nó chui vào trong này này là không chuẩn nữa rồi nhé, hoặc là nó lại ở chỗ này không chuẩn đây, cái chỉ nên nó phải nằm ở giữa này, này. Đấy, ở đây vặn hết rồi nhá, vặn ở đây nó bắt được này. Năm 1993 ngụ tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Thành là một trong hai nghi phạm mang 4 xe ô tô của người dân gửi tại chung cư Spread Tower ở đường Trường Sa, phường 12, quận 3 đi cầm cố tại Bình Dương với giá 100 triệu đồng một xe. Trước tình hình khó khăn của người lao động, năm nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã sớm ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, trong đó hỗ trợ hơn 500 tỷ đồng cho trên 1 triệu đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi nguồn từ tài chính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thưa quý vị, trên cơ sở tiếp tục rà soát, nắm lại nhu cầu giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Đây đây. Phải để lên trên này thì nó mới có tác dụng. Cái cần gạt đây này. Mấy cái chỗ đây chế độ âm thanh phải để lên trên này thì bộ equalizer này nó mới hoạt động. Chúng ta đã đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với cùng chương trình đời sống thị thành. Thưa quý vị, có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra hội chứng thận hư, làm tổn thương thận. Chế độ âm thanh này. Tổn thương màng đáy cầu thận là nguyên nhân bất thường làm xuất hiện protein trong nước tiểu. Hội chứng thận hư có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Ở trẻ em, hội chứng thận hư thường xảy ra ở tuổi từ 2 đến 6 tuổi. Nguyên nhân thường gặp nhất là ở trẻ em là bệnh cầu thận với sang thương tối thiểu. Cái này là cái thô nhanh lớn, nguyên nhân thường gặp là viêm vi cầu trong thận màng. Nó mới có tác dụng đấy. Tức là sang thương màng. Hội chứng thận hư có thể xảy ra sau khi nhiễm trùng do thuốc nhiễm độc thai nghén, rối loạn dây di truyền, bệnh tự miễn, bệnh hệ thống như là bệnh tiểu đường, lupus ban đỏ hệ thống. Và thu thập cái chứng cứ. Thứ ba là phân tích giới hạn phạm vi xảy ra sự cố an ninh mạng, hạn chế cái thiệt hại do cái sự cố an ninh mạng gây ra. Tiếp theo đó là xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi cần ứng cứu. Hay là xác định, phân tích, đánh giá, phân loại sự cố an ninh mạng, hay là triển khai phương án ứng phó, khắc phục với an ninh mạng, vân vân. Chủ quản cái hệ thống thông tin quan trọng về an ninh mạng và xây dựng cái phương án ứng phó, phối hợp sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc. Mua từ trên mạng Zalo.
blow out the candles, happy birthday. Đã được Bộ Thông tin công bố là nền tảng số quốc gia để phục vụ người dân và kiều bào cả nước đấy. Vâng, em cảm ơn sếp ạ. Em sẽ gọi vợ em tải ngay app VOV Bác sĩ 24. Em cảm ơn sếp. Em cảm ơn sếp rất nhiều ạ. VOV Bác sĩ 24, tận tâm vì sức khỏe người Việt. Các bạn thân mến, tiếp tục hành trình âm nhạc của ngày hôm nay. Đúng các chương trình âm nhạc trong khung giờ từ bây giờ. Một quảng bá là thời lượng của chương trình. Chương trình phát sóng lúc 10 giờ. Bây giờ thời lượng của VOV3. Nó có nổ điện em sao giờ này không nổ điện. 13:05 chương trình Hát lên Việt Nam. Chúng tôi xin nhắc lại. Ngay sau một quảng bá là thời lượng của chương trình Today Playlist. Chương trình phát sóng lúc 10 giờ. 11 giờ chương trình vừa khúc với chuyên mục đây, đây, nói đây, nói. Lương. 12 giờ thời lượng của VOV3 Show. 13:05 chương trình Hát lên Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp quý vị và các bạn có thể gửi về theo địa chỉ phòng nội dung số 35 nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ Hà Nội. Hòm thư điện tử nội dung số vov3a@gmail.com, điện thoại liên hệ 02439. Đấy, nó mất rồi nhá. Đây, điện em, điện em Citaro này. Cái điện thoại nó chán đời quá đi, nó nhiễu. Điện em Citaro này. Bây giờ là 10 giờ. Vẫn chưa nổi lên. Today's playlist. Today's playlist. Today's playlist. Đấy. Today's playlist. Hoài Anh xin chào các bạn đến với chương trình Today's playlist. Đấy. Nó nổi lên đấy. Mở đầu hôm nay là âm nhạc indie quốc tế. Phương án thống nhất trong thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2022 tuổi, đó chính là bàng quang tăng hoạt, hay còn gọi là bàng quang kích thích gây nên tình trạng tiểu. Vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và tội phạm công nghệ cao, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí. Ngành nhà nước cho biết thời gian tới sẽ căn cứ vào tình hình của hệ thống và các tổ chức tín dụng để có giải pháp điều hành. Nên là khó thở và nguy hiểm tính mạng. Và mình ăn uống mà nhạt á, hạn chế muối á, thì cũng giúp cũng đó là vẫn nên tiếp tục điều trị của bác sĩ và tiết chế. Ít nhất đến tháng 6 năm 2020, đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất cập nhật kịp thời từ các phát sinh vào công thức tính giá cơ sở để tiếp tục điều chỉnh nếu có. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là hành vi đầu cơ, trục lợi hoặc găm hàng chờ tăng giá. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất để có cơ chế tháo gỡ khó khăn về vốn kinh doanh xăng dầu cho từng trường hợp cụ thể. Các giải pháp này nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước. Biển này bị sạt, xã Mỹ Thắng đã để ứng phó với các tình huống sạt lở. Và ướt, không dài nó dễ viêm nhiễm đường chết niệu. Hàng năm để các nhà khoa học, các chuyên gia. Đây nó còn bắt được này. Đây, đây nó còn bắt được này. Sáng ngày 8/12, Hà Nội diễn ra lễ đón Chủ tịch Thượng viện Pháp. Đây nó còn bắt được. Thăm. Bóp bấm huyệt. Sự phòng dịch để cả độ trên 3.000 tỷ đồng. Hiện cục công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Tin thế giới. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết nước này đã áp giá trần đối với dầu thô của. Theo lão nông Chi Điền thì như vậy là trong veo rồi nhé. Như vậy là bắt được nhiều sóng ở trong veo rồi. Còn này, các sư phụ cùng các huynh đệ thì lão nông không biết được. Đây, phên vỉ đây. Đà này của sư phụ ở Hưng Yên rất chi là đẹp. Sau lần này lão nông coi như thế là cắt thuốc cho nó nữa thì nó rên rỉ toàn bộ. Từ radio cho tới băng cassette thì nó thì thôi. Đúng là một con đài đáng để sưu tầm đấy. Nha. Đây là cái dây anten phải hàn vào để thử. Nếu tháo ra thì nó không có tín hiệu ở đấy nên là phải hàn cái dây vào đấy. Đấy. Lát nữa thì sẽ mời mọi người thẩm âm anh Trần Văn Cassette nhá. Hai cửa vòng. Chưa gì được. Đây này, dây còn để này. Đấy. Thì nó mới lắp được vào cái phần radio thôi. Đây. Lúc nữa sẽ căn chỉnh lại. Thôi thế xin phép dừng clip ở đây để đây còn nó đi nhặt mớ rau muống. Nó đi học về nó có cơm ngon không là mặt nó lại chảy ra nhá. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.